Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Good morning, Ngọc Lan, Hoàng Trường Thùy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với cà phê sáng của một buổi sáng thứ hai đầu tuần đầu tháng. Chúc quý vị một tháng thật là nhiều niềm vui, không bị Covid, bởi vì quý vị sẽ tiếp tục nghe những cái tin tức liên quan đến coronavirus cho đến khi nào mà số người nhiễm bệnh nó giảm đi. Chứ còn ở Mỹ này bây giờ nó lại lên cái mức cao khủng hoảng, khiến cho sáng ngày hôm nay các bác sĩ họ lại đưa, tôi nghe tôi thấy cũng lo âu vô cùng, bởi vì riêng ngày thứ sáu thôi số người nhiễm coronavirus tại Mỹ này nó lên tới 100.000 người. 100.000 người cho cả nước Mỹ, nhưng mà đa phần là đến từ những nơi, những cái khu vực mà những người không chịu chích ngừa bây giờ nó lan tỏa hết. Rồi những người không chích ngừa bị nhiễm lây cho những người bị chích ngừa. Có một điểm đáng chú ý là ở tại tiểu bang Massachusetts, họ báo cáo vào sáng ngày hôm nay, họ nói có tới 74% những người đã chích ngừa rồi bây giờ bị nhiễm từ những người khác. Trời trong ơi. Một cái khu vực. Thì cái chuyện này để cho thấy rằng cái tình trạng mà lây nhiễm Delta variant, Delta thôi thưa quý vị, không phải là cái con trùng trước đó đã qua đi rồi. Bây giờ đây là cái con trùng mới và nó tiếp tục lây nhiễm. Trường hợp lây nhiễm mạnh, bởi vì người ta nói hoài là bởi vì cái Delta variant nó có khả năng lây nhiễm gấp 1.000 lần so với cái chủng đầu tiên COVID-19. Đó là lý do tại sao nó lây nhiễm nhiều như thế. Nhưng mà từ chuyện ở Mỹ, chúng ta sẽ có nhiều tin tức nữa để gửi đến quý khán thính giả về coronavirus. Nhưng mà nếu quý vị có người thân hoặc là quý vị nghĩ tới Việt Nam, quan tâm tới Việt Nam, theo dõi những hình ảnh mà họ gửi trên Facebook, họ gửi qua TikTok, họ gửi đi khắp nơi, thì thấy tình hình thê thảm vô cùng. Và Ngọc Lan là một người theo dõi thường xuyên mấy ngày nay về cái tình trạng đó. Ai cũng cảm thấy là đau lòng. Yeah. Phải không Ngọc Lan? Dạ, yeah. Chào anh Thùy, kính chào quý khán giả. Mấy lần trước á, mình đọc tin tức nhiều ở trên báo chí á, thì nói về cái cách mà họ quản lý dịch rồi ngăn cản vân vân, có những cái mình gây cho mình cái sự phẫn nộ về cái quản lý của họ. Nhưng mà trong những ngày vừa qua đó thì bắt đầu đọc đến cái hình ảnh của những người dân Việt Nam bắt đầu chạy trốn dịch, chạy về quê, thì nó làm giống như là những cái rất là đau lòng, rất là buồn. Mặc dù sáng đầu tuần mà phải nói những cái tin này thì nó buồn lắm, nhưng mà vì đó là quê nhà của mình cho nên mình phải nói. Với tình hình mà dịch bệnh ngày càng gia tăng á, thì chỉ riêng trong ngày hôm nay thôi thì cái số người bệnh đã lên đến gần 7.500 người ở Việt Nam, và cái số người chết á, thì gần 400 người chết trong một ngày. Cho nên cái số liệu đó để thấy rằng là vì sao nhiều nơi đó bắt đầu cái tình trạng là người ta đổ xô nhau đi về các tỉnh. Thì nhưng mà để được về các tỉnh á, thì những người đó phải ghi danh cho các cái hội đồng hương ở Sài Gòn. Yeah. Thì cái điều đó được, hoặc là họ tổ chức, quý vị sẽ thấy có những cái chuyến xe bus, hoặc là họ đi theo những cái đoàn người, thì đó là được có đi có tổ chức. Mặc dù nó cũng khó khăn, nó cũng mệt mỏi, nhưng mà theo dõi cái hành trình của những đoàn người này đi đó, mình sẽ thấy được cái ấm áp của tình đồng hương. Những người dân trên đường đi, người ta đọc tin tức, người ta nghe được, thì người ta tự động, người ta đổ xô ra, những không phải nói chung tự đổ xô cũng không đúng, mà người ta mang đồ ăn thức uống ra, họ để ở dọc đường đi, để cho những người mà đi đường đó, họ nói là cứ đi khoảng chừng 50 km, 100 km thì lại thấy có nơi dựng những cái đồ chỗ trạm cho họ nghỉ chân, thức đồ ăn thức uống. Rồi có những cái nhóm người, ví dụ như bây giờ
những người ở Nghệ An, người Hà Tĩnh thì nghe đồng hương mình đi về đó, thì rồi họ tổ chức những cái đoàn xe để mà giúp đỡ, ví dụ như đi theo để mà sửa chữa xe máy cho họ, thì rất là nhiều hình ảnh cảm động. Người dân đi đường á, người ta cũng cảm động, người ta nói là không biết nói như thế nào hết, nhưng mà cũng nhiều người rất là tử tế, mặc dù đưa đồ ăn thức uống nhưng mà họ nói là họ chỉ nhận đủ cái phần để mà họ đi đường thôi, còn lại là nhường cho những người khác. Rồi trong những ngày qua đó, chắc là anh Thụy với lại quý khán giả cũng nghe cái chuyện, cái câu chuyện mà cái một người phụ nữ 41 tuổi đứng ở bên lề đường á để mà phát tiền cho những người mà đi qua, mỗi người cứ là 500 ngàn. Tức 500 ngàn, tức là khoảng 25 đô la đó, mà chị phát rất là nhiều. Tổng cái số tiền chị phát á, có báo thì nói là lên hơn 50 triệu, nhưng mà có người thì nói trên 100 triệu, và chị gom vừa của chị và của những người thân trong gia đình nữa. Nhưng mà chị này á, thì rất là, nhìn rất là nghèo, cũng không phải là sang trọng gì hết á, rất là bình dân. Chị nói là chị làm cái nghề đó là buôn bán hải sản ở chợ, mà từ nhỏ chị nghèo lắm, cho nên là cái ước nguyện của chị á, chỉ là giúp đỡ người nghèo thôi. Chị với mẹ chị cùng làm, rồi chị đi bán bao nhiêu, chị nói là mình chi phí cho đủ cái đời sống của mình, còn lại đó là lấy cái đó giúp cho người nghèo. Mà không phải bây giờ chị mới giúp, mà chị giúp từ lâu rồi, nhưng mà cái chuyện giúp là giúp, chứ không có cần phải lên tiếng hay là báo chí nói vân vân. Chỉ có nghĩa là người ta thấy cái hành động của chị, tự nhiên thấy cái chị này đứng ra phát tiền như vậy, thì người ta quay phim lại, rồi từ từ báo chí mới tìm đến. Thì đó là những cái hình ảnh mà nói về cái giúp đỡ của người người dân đối với nhau. Tuy nhiên cũng có nhiều cái hình ảnh rất là đau lòng, bởi vì cái luật của chính phủ Việt Nam đó thay đổi liên tục. Hôm trước thì nói rằng là những người ở dưới quê thì nên đi về quê trở lại, thì họ tổ chức những đoàn người đi như vậy. Nhưng mà đến ngày hôm 1 Tây rồi 31 Tây thì lại có những cái chính sách khác đưa ra, thì yêu cầu rằng là ai ở đâu ở yên đó. Thì bây giờ người ta nói ở yên đó, ví dụ như ngày hôm nay nhiều tỉnh ở miền Trung họ nói là ai ở đâu ở đó đừng có về nữa. Bởi vì khi mà về, anh Thụy biết, họ về đến, ví dụ như họ về đến Quảng Bình đi, thì ở Quảng Bình lại ngoài cái chuyện tiếp nhận người đó phải tìm chỗ để cho họ cách ly nữa. Thế là bây giờ họ nói tính như cái tiền cho chi phí nhiều quá. Thôi thì ví dụ như đang ở Sài Gòn, cứ ở yên Sài Gòn, họ lập danh sách, họ hỗ trợ cho mỗi người 1 triệu đồng. Thì người ta nói 1 triệu đồng không làm gì được hết, không làm gì được hết, thà là họ về quê. Bây giờ 1 triệu trả tiền nhà cũng không được, ăn uống cũng không được. Nói chung là nó đang là một cái sự khó khăn của cả hai bên. Cho nên cũng dẫn đến tình trạng là nhiều người á, bây giờ họ không có nghe tin tức đầy đủ thì họ cũng chạy về quê, nhưng mà chạy về dính đi qua những cái trạm, bây giờ chặn lại. Họ chặn lại bây giờ, họ nói bây giờ không, bây được. Giờ không biết làm sao. Cái khổ đó tự nhiên nó phải bắt những người này, mà quý vị biết họ không có điện thoại rồi, nhiều khi họ không có theo dõi, rồi cái chuyện mà cách ly khiến làm sao người ta có thể nói chuyện với người khác được. Trong khi mấy cái anh công an thì cứ nói đó là quý vị phải ghi danh với hội đồng hương. Hội đồng hương giống như là sponsor mới bảo trợ cho quý vị về được. Rất nhiều người nước mắt đầm đìa, khăn gói quả mướp, nghĩa là bồng bế nhau lên xe rồi. Họ đâu có biết cái chuyện đồng hương đâu, họ không có thể liên lạc, không có biết ai. Mà có điện thoại, internet nhiều khi cũng trở ngại nữa. Cho nên ra đến trạm ở Sài Gòn đó thì bị chặn lại, nó không, bây giờ là về liên lạc với hội đồng hương, rồi sau đó có giấy chứng nhận là hội đồng hương đồng ý tên tuổi, có danh sách đàng hoàng mới cho đi ngang qua trạm. Những cái chuyện đó xảy ra tội nghiệp. Rồi những người nói chứ em trả nhà rồi thì mấy anh công an chứ thôi chịu khó đi, nhà trống nhiều lắm, bây giờ ai nhớ không, nhà trống cứ quay trở lại đi người ta. Nhưng mà anh nói em không có tiền. Bây giờ tiền đâu ra để trả tiền nhà tiếp tục? Mà bây giờ có những người tội nghiệp quá, đạp xe đạp, hai vợ chồng đạp xe đạp vô trong Nam ở Sài Gòn từ Phú Yên, ở đó cũng được 7-8 năm rồi, bán vé số kiếm sống, rồi làm thợ hồ, rồi làm đủ nghề hết. Bây giờ đó không có tiền rồi, không có những cái phương tiện để mà di chuyển đó, đạp xe đạp mấy tiếng đồng hồ luôn, đạp 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 để ra đến cái trạm để chuyển về. May mắn đó là được hội đồng hương Phú Yên hỗ trợ.
và cũng có tội nghiệp cái bến xe. Tôi thấy là cái tin tức là cái đoàn xe Phương Trang đó, đó họ hỗ trợ cả bao nhiêu ngàn chuyến xe đó miễn phí để đưa những người này về quê. Thì đó cũng là những cái tấm lòng ở trong nước, có những người có tiền, có những người làm trước đây làm ăn tốt đẹp. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy cái tình trạng ở trong nước, chính quyền trung ương mà họ thực sự đó, bây giờ họ để những cái chuyện đó cho tư nhân hay là ai ở phường khóm gì đó. Cái chỉ thị ở trên thế thôi, còn ở dưới làm gì thì làm, rồi mạnh ai nấy làm, rồi có những cái trường hợp chẳng hạn như là người bác sĩ đi khám bệnh tự nguyện nhưng mà qua trạm cũng bị không cho không cho qua. Thì nhiều rất là nhiều cái trường hợp để thấy là cái sự mà đã nói là bất cập á. Ví dụ như hồi nãy hình ảnh đầu tiên Ngọc Lan đưa lên là nhiều cái đoàn người đi về có cái sự giúp đỡ, có cái sự hộ tống vân vân, nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều người phải quay đầu nó như thế nào. Xin mời quý vị cùng trở lại với Hoàng Trọng Thị và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.